Chú khỉ đột con từ bé đã thích vẽ. Sau khi bị con người bắt, nó bị nhốt trong lồng 27 năm. Bức tranh của nó khiến người xem kinh ngạc. Cuối cùng nó cũng có thể trở về tự nhiên. Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ kể một câu chuyện về một con khỉ đột tự học vẽ. Trước đây có một con khỉ đột tên là Ivan. Từ nhỏ Ivan đã không giống với những con khỉ đột khác. Những con khỉ đột khác đều trèo cây kiếm ăn, nhưng nó lại thích ở một mình dưới đất. Không có sơn, nó dùng bùn để vẽ ra tất cả những thứ nó thấy. Dưới đất rất nguy hiểm, trong sự bảo vệ của bố, Ivan mới có thể yên tâm chơi đùa. Cho đến một ngày, trong rừng truyền đến tiếng hét của con người. Bố Ivan nhận ra chuyện không ổn, nó cõng Ivan chạy trốn. Cho đến khi không còn đường để trốn, bố đưa Ivan lên cây, còn mình trở lại đối đầu với con người. Sau một tiếng súng, cuộc sống tươi đẹp của Ivan đã kết thúc. Từ đó về sau, Ivan không còn vẽ nữa. Sau đó Ivan được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Ivan giống như con của chủ nhân, nhưng dù sao nó cũng không phải con người. Chủ nhân không thể chăm sóc Ivan giống như bố mẹ khỉ đột của nó. Nhưng sau khi Ivan trưởng thành, nó bắt đầu trở nên nghịch ngợm. Nữ chủ nhân bắt đầu không chịu được việc Ivan phá hoại mọi thứ. Cuối cùng nữ chủ nhân tức giận đến mức phải bỏ đi. Chỉ có nam chủ nhân vẫn không rời khỏi Ivan. Họ cùng nhau thành lập một rạp xiếc. Nam chủ nhân là trưởng đoàn, Ivan lại trở thành ngôi sao biểu diễn. Quy mô của rạp xiếc càng ngày càng lớn, bạn bè của Ivan cũng ngày càng đông. Henrietta là một chú gà mái có cái đầu xù lông. Kỹ năng của nó là biểu diễn bóng chày. Kỹ năng của chú sư tử biển Frankie là chơi bóng da. Người xem rất thích xem chú chơi bóng da. Ngoài ra còn có một con thỏ chạy xe cứu hỏa đồ chơi tên là Murphy. Stella là thành viên lâu năm nhất. Ngay cả đoàn trước cũng không biết nó đã sống bao nhiêu năm. Nó và Snickers có thể biểu diễn đi bằng hai chân. Đúng là không dễ dàng gì với loài động vật nặng cân này. Cuối cùng là nam chính Ivan của chúng ta. Nó chỉ cần gào thét, đấm vào ngực là có được vô số tiếng cổ vũ. Nhưng lâu dần, rạp xiếc không có gì mới mẻ. Khách đến xem cũng ngày càng ít. Rạp xiếc làm ăn ngày càng kém. Tính tình của trưởng đoàn ngày càng kém. Ông ấy muốn đuổi chú chó Bob mà Ivan bảo vệ. Nhưng mỗi lần nhân viên chăn nuôi đến, Ivan đều chắn trước mặt để bảo vệ Bob. Vì vậy, ngay cả thức ăn cho chó Bob cũng để lại cho Ivan. Mỗi ngày Ivan đều ôm Bob ngủ. Một lớn một nhỏ đã trở thành hai người bạn tốt nhất. Thỉnh thoảng, con gái của nhân viên chăn nuôi sẽ tặng cho Ivan bút màu. Cầm bút màu trên tay, Ivan nghĩ đến bố mình. Sau đó nó liền cảm thấy tự trách. Hôm nay có một con thú mới đến rạp xiếc. Stella lớn tuổi trở thành giáo viên của ngôi sao mới. Nó là chú voi con đáng yêu Ruby. Ruby học kỹ năng biểu diễn của Stella. Nhờ vào sự đáng yêu ngoan ngoãn, nó chỉ cần đứng trên sân khấu đã thu hút được những tiếng vỗ tay. Việc làm ăn của đoàn xiếc tốt lên trông thấy. Thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, khiến thân thể của Stella xảy ra vấn đề. Trưởng đoàn lo lắng Stella tuổi tác quá cao. Đêm hôm ấy, các con thú trong rạp xiếc động viên Stella. Nhưng Stella biết mình không còn sống được bao lâu. Nó kể cho mọi người quá khứ của mình. Năm ấy nó vẫn còn là một chú voi con nghịch ngợm. Vì quá nghịch ngợm nên nó đã rơi xuống hố bùn. Sau đó có một cô bé cứu nó. Từ đó về sau, nó sinh sống với con người. Nó muốn mọi người đừng quên, động vật trời sinh đã thuộc về tự nhiên. Ruby buồn bã bảo rằng mình muốn ăn cà rốt. Ivan dùng bút màu vẽ cho Ruby một củ cà rốt để lót dạ. Stella cuối cùng cũng không qua được đêm ấy. Trước khi chết, nó cầu xin Ivan đưa Ruby trở về với thiên nhiên. Nó không muốn Ruby sống một cuộc đời không có tự do như mình. Ivan thề với chính mình rằng nó sẽ thực hiện lời hứa. Sau khi Stella chết, các con thú đều rất buồn. Buồn bã nhất là Ruby bé nhỏ. Ngay cả Bob cũng chạy đến ngủ cùng nó. Ruby rất kiên cường. Nó muốn trở thành một ngôi sao giống như Stella. Nhưng cố gắng thế nào cũng phải nghỉ ngơi. Để kiếm tiền, trưởng đoàn không ngừng huấn luyện nó. Ngay cả nhân viên chăn nuôi cũng không nhìn nổi nữa. Ivan ném bức vẽ nguệch ngoạc của mình ra ngoài. Trưởng đoàn mới biết Ivan biết vẽ. Một chú khỉ đột biết vẽ, chắc chắn sẽ trở thành cây hái tiền mới. TV cũng bắt đầu đưa tin về Ivan biết vẽ. Không lâu sau, rất nhiều người xem đến rạp xiếc. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong để thấy con khỉ đột đầu tiên biết vẽ. Nhưng Ivan không hề định vẽ. Sau khi thả rắm, nó ném bút vẽ xuống đất. Hóa ra Ivan muốn trừng phạt trưởng đoàn. Đồng thời nó cũng muốn để Ruby đã quá mệt mỏi nghỉ ngơi vài ngày. Rạp xiếc không có thu nhập, Bob sống cũng không tốt. Nhân viên chăm sóc chỉ muốn bắt Bob. Ivan cướp lấy chìa khóa của ông ấy. Lần này nó muốn thực hiện di nguyện của Stella. Đó là đưa các con thú ra khỏi rạp xiếc. Vừa ra ngoài chúng đã đụng phải một tấm kính. Nhờ sự nhắc nhở của Bob, Ivan mới nhớ ra mình là một con khỉ đột nặng 180 cân. Nó nhẹ nhàng phá hủy cửa chống trộm. Ivan cho rằng đối diện rạp xiếc là rừng cây. Ngay cả gà mái, thỏ và sư tử biển cũng vui mừng không thôi. Vừa ra khỏi rạp xiếc, xe cứu hỏa của chú thỏ đột nhiên mắc kẹt lại trên đường. Đúng là một chú thỏ gấp gáp. May mà Ivan kịp thời cứu được nó. Các con thú đi lại trong rừng. Nhưng chưa mơ xong, chúng đã nhận ra rằng nơi này là công viên, chứ không phải khu rừng trong giấc mơ của chúng. Cuối cùng chúng đã bị bắt trở lại rạp xiếc. Ivan không muốn để các bạn thất vọng. Nó lại kể với chúng những ngày tháng vui vẻ trong rừng khi mình còn nhỏ. Vừa kể, Ivan hình như đã nghĩ ra điều gì đó. Ngày hôm sau, Julia lại mang bút màu đến cho nó. Lần này là màu nước mà Ivan thích nhất. Tối hôm ấy, nó bắt đầu bận rộn. Không ai biết Ivan nghĩ gì. Khi tất cả người xem đến gặp Ivan, Ivan vẽ một bức tranh sơn dầu về khu rừng xinh đẹp suốt cả đêm. Mọi người rất kinh ngạc vì điều đó.
cô bé nhìn thấy ước muốn của Ivan qua bức tranh. Hóa ra Ivan muốn thể hiện ước muốn tự do của mình qua bức tranh.